Mẹ nuôi quay thằng nhóm một là một trận. Alo. Alo, trở lại trận thi đấu này thôi. Màn hình phô của Truy Mạnh, pơ của Lo 1, một bài Truy Mạnh hình như là đánh cung kích 10 rồi. Lo 1 thì sao? Lo 1 kích đời khá lâu rồi. Bơ của Lo 1 thì như là kích 9-5x. Đã chạy giò anh cho Lo 1. Đang ăn một bãi hiệu 4 nữa, được khá khỏe cho Lo 1 đây. Có một bãi quả ngay cạnh bãi hiệu nhưng mà chắc sợ chưa ăn xong bãi hiệu này bên kia đã di sai rồi. Okay.
Lo 1 đang đánh 2L bài này. Đã có công giáp đầy đủ cho Lo 1 rồi. Bên kia là Ezip và Greg. Greg hình như là của Van Up. Van Up là một bài khá sớm thì phải. Bài 2L đều cho Lo 1. Con ngựa giò không công không giáp dành cho Van Up. Đồ trắng mà cũng ra đây chơi với đồ có công giáp. Van Up sẽ fit ngay trong tuần đấu đầu không? Mấy cái ruộng này chắc lại bị Lo 1 phải e các kiểu thôi. Một bài cũng khá sớm mình cho Van Up 12 4 7. Rồi. Van Up. Vừa có pha gì đây ở Van Up? Khả năng Van Up quýt rồi. Vừa pha bùng lổ dành cho Van Up, đúng rồi. Van Up quýt luôn rồi. Lổ cái móng hơi đen dành cho Van Up. Dùng pha khá nhạy cảm. Thôi nhanh lắm, 10 phút. Rồi bật máy. Vào đi.